Rồi, ok. Vậy hôm trước thì mình học về biến ngẫu nhiên đều đúng không? Mình đã giới thiệu một biến ngẫu nhiên đều đúng không? Thì là em sẽ là nghĩa là một biến ngẫu nhiên nó có thể nhận giá trị là từ một số a nào đấy, trong một khoảng từ một số a đến một số b nào đấy đúng không? Và nó có hàm fx là hàm hằng số. Thì cái biến đấy là cái biến mà đơn giản nhất nhé. Cái biến đấy là cái biến đơn giản nhất có thể. Nhưng mà nó thực sự rất là quan trọng, bởi vì khi mà mình dùng máy tính ấy, về sau là nếu mà em cần thiết phải lập trình cái xác suất này, thì em cần có một bài toán là em phải sinh ra một cái biến ngẫu nhiên. Thế làm thế nào để sinh ra một số ngẫu nhiên theo một cái quy luật nào đấy? Hoặc là ví dụ như em nghĩ là nếu mà cái bài về số về về biến liên tục thì nó hơi khó, nhưng mà về biến rời rạc thực ra nó cũng hơi khó. Làm thế nào để mà em làm thế nào để em sinh ra được ngẫu nhiên ví dụ như là hai kết quả hoặc là không hoặc là một này, với là kiểu như là với cái sự ngẫu nhiên này nhưng mà sao cho nó tuân thủ các cái quy luật của xác suất này. Ví dụ như nó phải tuân theo những quy luật như thế nào, giả sử như là em tung cái đồng, giả sử mình lần trước mình đã học rồi đúng không, mình đã tung cái đồng xu, nếu như là nếu mà tung cái okay, mình nếu mà mình gọi là mỗi lần mình có thể ra được không hoặc một, làm thế nào để mình kiểm chứng được cái mà mình sinh ra nó thực sự là ngẫu nhiên này và nó thực sự là 50-50 này, vân vân. Làm thế nào để mình biết được? Lần trước mình đã học được rất nhiều về rất nhiều cái thứ mà có thể để kiểm chứng nhá. Ví dụ như mình đã học biến ngẫu nhiên là nhị thức đúng không? Thì em đã thấy rằng là để kiểm chứng xem là cái đồng xu này 50-50, em thử tung nó 100 lần xem. Xong em tính thử xem là cái xác suất để mà nó ra được ví dụ như 50 lần ngửa, 50 lần sấp này nó có bằng nó có bằng gì không này, hoặc là tính xác suất để ra được là 49 lần ngửa, 51 lần sấp nó có ra, hoặc là 40 lần ngửa, 60 lần sấp. Nếu như là cái kết quả của, tức là nếu mà cái việc mình giả lập cái đồng xu đấy, nếu mà mình giả lập đúng thì tất cả những con số xác suất đấy nó phải gần với là ví dụ như là gần với cái biến ngẫu nhiên, gần với cái biến ngẫu nhiên nhị thức đúng không? Rồi. Tương tự như vậy, nếu như em có biến ngẫu nhiên liên tục thì để mà sinh ra được một số, ví dụ sinh ra được một biến ngẫu nhiên trong máy tính thì mình đã gọi là sinh ra một số, ví dụ một số thực ngẫu nhiên là nằm từ không cho đến một, sao cho mà nó thỏa mãn cái tính chất là ở chỗ nào nó cũng như nhau. Làm thế nào để sinh ra cái đấy không đơn giản lắm. Nhưng mà thầy không nói bài toán này ở đây nhé, thầy chỉ là vào đầu cho các em một chút là ngoài cái kiến thức mà các em học ấy, có nghĩa là sau khi mà thầy đã giới thiệu về cái biến ngẫu nhiên ấy liên tục này nọ, thì sau đấy rồi có rất nhiều cái câu hỏi tiếp theo mà em có thể đọc nhé. Chứ nếu mà bạn nào quan tâm thì em có thể đọc thêm ở trong sách, em có thể lên Wikipedia mà em đọc nhé. Và thậm chí là thầy khuyến khích là các em là suy nghĩ những cái bài toán này theo cái hướng tin học. Mà tin học thì có nghĩa là gì? Tin học có nghĩa là bài toán đầu tiên là thì làm thế nào để mình bảo máy tính để nó sinh ra được số ngẫu nhiên. Đấy là một chủ đề khá là thú vị nhé. Đấy, nếu mà em là sinh viên tin học mà, cho nên em về em đọc thêm cái đấy nhé. Rồi, mình không bàn ở đây. Rồi, mình tiếp tục này. Mình sang cái biến ngẫu nhiên thứ hai có tên, và cái này có lẽ là biến ngẫu nhiên quan trọng nhất, cái phân phối quan trọng nhất. Mình gọi đây là phân phối chuẩn. Và đây có lẽ là phân phối quan trọng nhất ở trong cái lĩnh vực xác suất nhé. Nó quan trọng bởi vì hai lý do. Lý do thứ nhất là lý do về 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 coi như là ứng dụng trong thực tế. Thì là có nghĩa là rất nhiều hiện tượng ở trong các cái môn khác nhau về tin học này, về vật lý này, về hóa học này, thậm chí trong cái về con người, ví dụ như là chiều cao của con người này, sau đó thì là cân nặng của con người này, sau đó thì chỉ số IQ của con người này, vân vân. Rất nhiều cái điều như thế nó đều tuân theo là phân phối chuẩn. Rồi nhưng mà sau đó thì nói câu đấy thì phải giải giải thích cho các em là khi mà mình nói ví dụ như là chiều cao của con người tuân theo phân phối một cái phân phối gì đó thì có nghĩa là gì nhé? Có bạn nào giải thích cho thầy không? Ví dụ như thầy nếu mà nói câu là chiều cao của con người này phân phối theo một cái phân phối gì đó thì khi mà nói câu đấy đố các bạn biết là nó có ý nghĩa là gì? Có bạn nào trả lời được không?
Chắc là không trả lời được nhé. Thì thầy nhắc lại nhé, khi mà đấy thì ngoài cuộc sống mà nói, khi mà mình nói một cái gì đó này, một đại lượng gì đó này phân phối theo cái, thì em phải hiểu là có yếu tố ngẫu nhiên ở đây là gì này, sau đó thì phân phối theo cái nghĩa. Thì yếu tố ngẫu nhiên là trước hết em thấy là một con người sinh ra ấy, thì rõ ràng là 7 tỷ người trên thế giới là có đủ các cái loại chiều cao khác nhau đúng không? Bây giờ một đứa trẻ sinh ra thì rõ ràng nó cái chiều cao của cái đứa trẻ đấy nó cũng đến khi mà nó phát triển đến mức nó cũng là một cái gì đó ngẫu nhiên, em không thể dự đoán trước được đúng không? Tuy rằng là tất nhiên là nó cũng bị ảnh hưởng bởi gen, bởi các thứ, nhưng mà rõ ràng nó vẫn là cái ngẫu nhiên. Thì cái sự ngẫu nhiên nó đến từ cái việc đấy. Rồi bây giờ sau đó mình nói là chiều cao của con người mà tuân theo một cái phân phối gì đấy thì có nghĩa là như thế này. Có nghĩa là nếu mà em có số liệu về chiều cao của ví dụ 7 tỷ người trên thế giới nhé, sau đó em vẽ ra cái histogram giống như lần trước mình vẽ cái histogram của chiều cao, có nghĩa là em tính ra xem là có bao nhiêu người là cao từ 1m6 đến 1m61, từ 61 đến 62, từ 62 đến 63, em xem là phần trăm bao nhiêu người cao như thế nhé. Rồi em vẽ ra một cái histogram, tức là các cái cột hình chữ nhật đấy đúng không? Thì khi mà mình nói rằng là chiều cao của con người tuân theo một cái phân phối nào đấy, thì lần trước thầy bảo em là khi em có một histogram này thì em hình dung là có một cái đường cong nó nối các cái đỉnh của histogram với nhau đúng không? Thì cái đường cong đấy nó gọi là xấp xỉ histogram đấy, hoặc nói cách khác histogram đấy nó được xấp xỉ bởi cái quy luật liên tục đấy. Rồi thì sau đó thì thầy nói với các em là cái đường cong mà đấy, thì đường cong đấy nó sẽ gắn với một hàm số đúng không? Thì cái hàm số đấy chính là cái hàm số PDF của cái biến ngẫu nhiên x. Thế như vậy là khi mà mình nói là chiều cao của con người mà tuân theo một cái phân phối đấy thì có nghĩa là em vẽ histogram này, sau đó có một cái đường cong sẽ là xấp xỉ histogram đấy này, và đường cong đấy nó có một cái công thức hoặc là một cái dạng công thức hoặc là một cái quy luật gì đó mà nó nằm trong những cái quy luật mà người ta đặt tên ở đây đấy, thì đến lúc đấy người ta sẽ nói rằng là chiều cao con người sẽ tuân theo phân phối này phân phối kia. Bất cứ cái hiện tượng gì ở trên đời cũng thế nhá, khi mà người ta nói là cái gì đó, và cái này rất là quan trọng này, vì sao em có thể là ứng dụng trực tiếp trong sản xuất này, hoặc là em chỉ hiểu biết cái điều đấy để em suy nghĩ suy luận tư duy cuộc sống bình thường thôi. Khi người ta nói rằng một cái gì đó tuân theo cái quy luật này, một cái gì đó khác tuân theo cái quy luật này vân vân, có nghĩa là như thế nhé. Đấy, khi mà người ta nói mà, rồi thầy phải nói thêm nữa là khi mà người ta nói đấy thì em phải hiểu đấy là quy luật về xác suất và quy luật thống kê nhé. Còn ví dụ như có những quy luật khác trong cuộc sống thì nó về cái lĩnh vực khác, ví dụ như cái việc mà em tung quả bóng lên kiểu gì nó cũng rơi xuống, đấy là quy luật vật lý, nó khác nhé. Cái quy luật vật lý đấy thì nó luôn luôn đúng, quy luật thống kê thì nó không phải là luôn luôn đúng, mà quy luật thống kê về xác suất có nghĩa là có nhiều người thì em sẽ thấy là sẽ có hiện tượng là một mỗi người có thể khác nhau, nhưng mà mỗi có nhiều người, có rất nhiều người thì bắt đầu là có một cái quy luật nó xuất hiện. Được chưa? Kiểu như nếu mà có nhiều người thì kiểu gì sẽ có người thấp, người cao, và sau đó người thấp và người cao nó sẽ là phân bố như thế nào, như thế nào, như thế nào đấy. Nhưng mà thầy nhắc lại, cái đấy rất là quan trọng là em hiểu được là một cái hiện tượng gì nó phân bố như thế nào nhé. Vì sao có ai đó ra ngoài em nói chuyện mà người ta hỏi em cái thứ này, em học cái này thì em phải trả lời, em giải thích được với người ta như thế nhé. Chứ đừng lôi ra là rồi có hàm ép nhỏ rồi. Em bắt đầu từ cái việc à bây giờ tôi như thế, tôi làm thống kê xong tôi vẽ histogram thì sẽ có một cái histogram nó, cái hình ở trên cái đỉnh histogram nó trông sẽ là một cái đường cong, à cái đường cong nó sẽ gắn với hàm số, à cái hàm số đấy chính là hàm PDF vậy thôi nhé. Và đấy thì bây giờ cái khi mà thầy nói là nhiều hiện tượng ở trong vật lý, trong hóa học, trong tin học, trong cuộc sống vân vân, nó tuân theo phân phối chuẩn, có nghĩa là em nghiên cứu hiện tượng đấy này, em thu thập dữ liệu này, em vẽ histogram đấy này, thì cái đường cong mà xấp xỉ cái histogram đấy nó sẽ có công thức như thế này. À rồi đấy, đấy là lý do thứ nhất về tại sao phân phối chuẩn nó quan trọng này. Lý do thứ hai phân phối chuẩn quan trọng là là lý do về toán học, có nghĩa là rất nhiều phân phối khác này có thể được xấp xỉ với phân phối chuẩn rồi. Cho nên là bây giờ em ghi vào trong đầu là cái từ chuẩn ở đây có nghĩa là gì. Chuẩn có nghĩa là một cái gì nó xuất hiện nhiều, nó rất là thông dụng, nó xuất hiện là nhiều, nó làm hình mẫu cho những cái khác, kiểu từ chuẩn hay không thế này. Rồi nói như vậy rồi thì bây giờ mình đi vào định nghĩa phân phối chuẩn này. Thì định nghĩa như sau, định nghĩa như sau, thầy cho cái này nhỏ lại, cho cái này to lên một chút. Rồi định nghĩa như sau, thì phân phối chuẩn là như thế nào? Một phân phối chuẩn này với kỳ vọng là mu này
và với standard deviation, có nghĩa là độ lệch chuẩn là sigma này, là một phân phối mà nó có cái hàm mật độ là bằng như thế này, công thức như thế này. Tí nữa thầy chú thầy sẽ ghi ở dưới cho nó to hơn một chút, mà các em có thể nhìn slide của các em nhé. Có nghĩa là với mỗi số mi này và với mỗi cái mỗi số sigma này thì nó sẽ có một phân phối chuẩn với cái hàm density nó là bằng công thức như thế này. Và người ta sẽ viết là cái biến x mà phân phối như vậy nó sẽ là x sẽ tuân theo quy luật chuẩn này với hai tham số là mi và sigma bình phương, ký hiệu như thế này. Nói như vậy rồi có nghĩa là gì? Có vô số phân phối chuẩn nhá, cứ cho một số mi này. Số mi thì tùy ý, à số sigma thì phải dương. Cho một số mi, mi thì tùy ý, nhưng mà sigma thì phải dương, thì sẽ có một phân phối chuẩn có hàm mật độ như thế này. Nhân tiện là thầy cũng phải nhắc lại cho các em là nhá, những bạn nào mà chưa, việc mà mô tả một biến ngẫu nhiên x này với cả việc là nói rằng là cái hàm density của nó là gì đấy, hai cái đấy là một thứ nhé. Bởi vì hàm density này nó sẽ là, tức là hàm density thì những em nhớ lại, hàm density thì nó sẽ là mô tả toàn bộ cái biến ngẫu nhiên. Chưa? Rồi câu nói đấy có nghĩa là gì, nếu ai hỏi em thì em lại trả lời tiếp như thế này, và em nhớ vào trong đầu em hiểu nhé, để tí nữa mình nói những thứ khác thì em sẽ không bị nhầm lẫn, em sẽ không bị dối này. Thì em khi mà mình nói một biến ngẫu nhiên này thì cái thông tin mà cái biến ngẫu nhiên đấy nó mang, tức là cái thông tin của biến ngẫu nhiên đấy mình quan tâm là gì, thì em sẽ trả lời là cái thông tin về biến ngẫu nhiên chính là thông tin về xác suất của nó thôi. Giống như là em là sinh viên thì người ta quan tâm đến là em học như thế nào. Đấy, thì đấy định nghĩa của sinh viên là đi học, là người đi học thì gọi là sinh viên. Và định nghĩa của người đi học là ở trường em học như thế nào. À, thì cũng như vậy là biến ngẫu nhiên là, nếu mà người ta hỏi em thì biến ngẫu nhiên nó mang cái thông tin gì, thì em trả lời là biến ngẫu nhiên nó mang thông tin là xác suất của nó. Có nghĩa là xác suất để mà cái nó nhận giá trị từ đâu đến đâu đấy, tất cả những cái thông tin về xác suất đấy. Và lần trước thầy đã nói rồi, tất cả thông tin về xác suất đấy nó chứa ở trong cái hàm F nhỏ, đúng không? Nhớ nhé. Đấy là lý do vì sao người ta nói cho biến ngẫu nhiên là, và người ta nói hàm F nhỏ là như vậy. Và tại sao cái F nhỏ và cho việc, tức là mô tả biến ngẫu nhiên và xác định được cái hàm F nhỏ nó là một việc nhé, nó là cùng một thứ. Và bây giờ em chú ý ký hiệu một chút này, thì cho nên là người ta thường nhét vào đây là mi này, và người ta thường nhét vào đây là sigma bình phương này, cho nên thường người ta sẽ viết là N13 bình phương. Nhưng mà tất nhiên là giả sử nếu mà người ta viết là N19 thì tất nhiên là em phải hiểu ra sigma không phải là bằng 9 mà sigma là bằng 3 nhé. Nhớ, chỗ này người ta thường viết ở đây là sigma bình phương, cho nên ký hiệu này là thường là ký hiệu thường dùng nhất này. Nhưng mà giả sử nếu người ta muốn đánh lừa em, người ta viết N19 thì em phải hiểu là sigma bằng 3 chứ không phải sigma bằng 9. Nhá, thì bây giờ ở dưới công thức này thầy viết chữ to hơn một chút này, cho các em dễ nhìn. Thì như vậy là thầy bảo là hàm density của nó này sẽ bằng 1 chia cho căn của 2pi sigma này, e mũ trừ, đấy, công thức là như thế này. Rồi trong số các biến ngẫu nhiên liên tục này thì có một biến ngẫu nhiên mà nó có nghĩa là tạm gọi là đơn giản nhất hoặc là đẹp nhất hoặc là kiểu như là chuẩn nhất trong các cái đấy, thì nó gọi là biến ngẫu nhiên chuẩn tắc hoặc là biến ngẫu nhiên chuẩn đã được chuẩn hóa rồi, chuẩn nhưng mà phải được chuẩn hóa thêm rồi. Thì là không có gì khác, chính là biến ngẫu nhiên mà với mi là bằng 0 này, khi mà mi bằng 0 này và sigma bằng 1 này thì cái công thức này là công thức đơn giản nhất này. Giống như là đợi như vậy là thì người ta sẽ nói thêm này, người ta sẽ nói là như vậy là mình có một họ các biến ngẫu nhiên liên tục chuẩn này nhá, với mỗi số mi và mỗi số sigma thì em có một cái, cho nên là bởi vì mi và sigma nó có thể tùy ý, cho nên là em sẽ bảo là người ta sẽ nói là có một họ các cái biến ngẫu nhiên đấy. Nên trong cái họ đấy thì có một cái nhân vật mà tạm gọi là, em dùng từ gì cũng được, đơn giản nhất, đẹp nhất hoặc là gì đó cũng được nhá, được là tương ứng với mi bằng 0 và sigma bằng 1. Tất nhiên là em sẽ thấy rằng là về sau nhé, tí nữa thì mình sẽ kết nối này tất cả các cái nhân vật này với mi và sigma bình, mi và sigma là tùy này, mình sẽ kết nối tất cả những nhân vật này với cái nhân vật này.
Và sau đó thì thầy sẽ chỉ cho các em tại sao nếu em biết cái này, tức là em biết được cái về thông tin về cái biến này, tức là em biết cách tính xác suất liên quan đến cái biến N01 này, thì em cũng sẽ biết xác suất tính xác suất với cả N vi sigma bình phương tùy. Trước khi mà đi đến đấy thì tất nhiên mình nhìn vào cái hình vẽ của cái rồi cái hàm số này trông khá là kỳ dị đúng không? Đấy thì em sẽ là không hiểu là tại sao là một cái hàm số như thế này nó lại có cái gì đặc biệt, tại sao lại thế? Thế người ta khám phá như thế thôi nhé. Rồi nó có một hai cái lý do toán học nó sâu hơn đằng sau là tại sao cái hàm số này lại đặc biệt thế, tại sao là em cũng trừ x bình chứ cho hai. Nhá, nhưng mà tôi thấy không giải thích ở đây. Thế bây giờ mình nhìn vào cái hình vẽ của nó một chút này, mình nhìn vào cái đồ thị của hàm số PDF một chút này. Ở đây người ta vẽ ba cái nhé. Cái hình đỉnh rồi thì em thấy là tất nhiên là cả ba cái này đều có hình trái núi này hoặc là hình chuông nhé, bell shape, có nghĩa là hàm F này có hình chuông này. Và cái nữa là nó đối xứng. Đấy, đối xứng qua đâu? Đối xứng qua giá trị trung bình của nó. Tại cái hình này đối xứng ra giá trị trung bình của nó. Hình nào cũng thế. Đối xứng qua giá trị trung bình của nó. Thì ở đây người ta vẽ ba cái đồ thị này. Cái hình thoải thoải này thì là mi bằng 5 và sigma bằng 2 này. Cái nhọn hơn này là mi bằng 5 và sigma bằng 1 này. Cái nhọn này sẽ bằng mi bằng 15, sigma bằng 1. Thì em thấy thì em nhìn ra hai cái này là giống nhau này, hai cái nhọn này là khá là giống nhau này, thì thực ra ấy, hai hàm F này nó giống nhau, chỉ có cái là cái này nó bị dịch chuyển đi 10 đơn vị thôi, cái này là bị dịch chuyển đi 10. Rồi cái này chuyển 10 đơn vị có nghĩa là như thế nào, có nghĩa là trong thực tế thì đây là mô tả tình huống gì, nó giống như là mình mô tả tình huống chiều cao của người của hai nước chẳng hạn. Giả sử như là tất nhiên là người Việt Nam mình, người châu Á mình thì để nói chung là chiều cao trung bình thì sẽ là thấp hơn ví dụ người châu Âu chẳng hạn. Thì ý là ví dụ giống như là đây mô tả chiều cao người châu Á, người ta muốn gọi là chiều cao người châu Âu. Thì giữa người châu Á với nhau thì là nếu mà thống kê tất cả người châu Á thì nó có cái hình vẽ này. Thì đại đa phần là sẽ cao ở quanh cái mức trung bình nào đó này. Rất ít người là rất là cao này và rất ít người rất là thấp này chẳng hạn. Thì ở ở châu Âu thì cái tình huống tương tự nó cũng xảy ra, có nghĩa là cũng đại đa phần mọi người thì là cao quanh cái chiều cao trung bình của nó, chỉ có cái chiều cao trung bình của châu Âu và chiều cao trung bình của châu Á nó khác nhau thôi. Rồi sau đó là sự khác nhau về mi nó dẫn đến là việc là giống như là cái chuông này nó bị dịch chuyển sang bao nhiêu đơn vị, được chưa? Còn sau đó sự khác nhau về sigma thì là như thế này, thì như lần trước thầy nói cái sigma nó đại diện cho cái việc là cái biến x ấy, nó phân tán như thế nào. Phân tán hiểu theo nghĩa là như thế này, giả sử sigma là nhỏ này thì có nghĩa là đại đa phần mọi người là đều nằm quanh quanh cái trung bình này, số lượng người mà nằm rất xa trung bình có thể về bên trái hoặc về bên phải, số lượng người nằm rất xa trung bình là thấp, rất thấp. Còn nếu mà sigma to này thì tất nhiên là cũng đại đa phần mọi người, đa phần mọi người thì vẫn nằm quanh trung bình. Nhưng mà lúc đấy cái số người mà nằm xa trung bình, có nghĩa là có thể về bên trái, có thể về bên phải, thì nó cũng cũng ít, chứ vẫn ít chứ không phải là nhiều. Nhưng mà cái tỷ lệ này nó sẽ nhiều hơn là cái trước, nó sẽ nhiều hơn cái trường hợp sigma bằng 1. Em hình dung không? Nhìn vào hình vẽ này có thấy đồng ý không? Đồng ý chứ, có bạn nào confirm với thầy vẫn đang ok chứ? Có thể ạ. Ok nhé, rồi tiếp tục này. Thế thì ví dụ một cái ví dụ là chỉ số IQ chẳng hạn, thì chỉ số IQ là chỉ số mà người ta gọi, người ta đề ra một con số đấy ra, sau con số đấy người ta thấy là người ta chuẩn hóa sao cho, rồi người ta thấy là nếu mà người ta đo theo như thế thì là khi mà người ta đo cái bài test IQ thì điểm số của con người nó tuân theo cái phân phối như thế này. Nên là nó không phải là xấp xỉ phân phối chuẩn nhé, nhưng mà nó là
À, tức là nó không phải chính xác phân phối chuẩn nhưng mà nó khá là xấp xỉ phân phối chuẩn. Nhá, thì bây giờ để mà bàn cho nó dễ thì là thầy coi như là chỉ số IQ nó là chính xác là phân phối chuẩn đi. Nhưng mà trong thực tế thì không có cái gì chính xác như thế nhé. Thì người ta đã chọn cái thang đo IQ sao cho mà trung bình của dân số, trung bình của tất cả mọi người là 100 và sigma là 15. Rồi bây giờ nếu mà em biết được là chỉ số IQ của con người mà là nếu giả sử như đó là trung bình là 100 và sigma là bằng 15 thì em có thể đọc những cái thông tin gì về xác suất nhé. Thì cái sau cái tiếp theo nó nói với em là như vậy. Rồi tiếp theo này. Rồi cái tiếp theo thì nếu em có một biến ngẫu nhiên chuẩn này thì em sẽ có một cái số cái xác suất cơ bản như thế này. Đấy thì em nhìn cái hình vẽ ở bên trái này thì thầy có biến ngẫu nhiên chuẩn, tức là thầy có một hàm F và có cái đồ thị nó cong như thế này. Chứ điểm đỉnh này nó là mi và cái tạm gọi là sigma là tạm gọi là cái độ như thế này, độ rộng như thế này. Thì nếu mà rồi người ta tính ra được là luôn luôn người ta có là nếu mà mi là trừ đi sigma, rồi nếu em muốn tìm xem là xác suất để x lớn nhận giá trị từ mi trừ đi sigma, tức là cái điểm màu xanh bên trái này và điểm màu xanh bên phải này, mi cộng sigma, xác suất tức là cái phần diện tích nằm chỗ này đấy, phần diện tích chỗ. Phần diện tích chỗ dưới màu xanh này. Đấy, phần này. Phần diện tích này bằng 0.6827. Thì cái nghĩa là gì? Đấy thì bây giờ nếu mà mình nhìn vào cái IQ thì có nghĩa là gì? Đáp vậy em lấy 100 trừ đi 15 thì sẽ bằng 85, 100 cộng 15 115. Thì như vậy là ý là 68% dân số sẽ là có IQ đâu đó là từ 85 cho đến 115. Tiếp tục để mi và 2 sigma thì sao? Mi trừ đi 2 sigma nó xa hơn một chút này. Tức là từ cái màu xanh lá cây này cho đến màu xanh lá cây này, cái phần diện tích ở dưới nó là bao nhiêu? Đấy, hình đúng không? Thì là 0.9545. Rồi thì đặc biệt là ví dụ như là nếu mà mình bàn về những người thông minh đi thì là em lấy 100 cộng với 2 sigma như vậy là 130. Thế như vậy em sẽ thấy là chỉ có khoảng tầm ví dụ như 4% gì đó, 3-4% dân số gì đó là có IQ là từ 130 trở lên, là rất là hiếm. Cho nên là những người nào mà IQ như thế là rất là thông minh đấy. Thì đại đa phần là giữa những người như thế thì thường là trở thành nhà bác học này đó vân vân, hoặc là người ta làm ở những cái vị trí kỹ sư rất là giỏi. Chỉ có 3% đấy, thì em thấy là con số này thì tầm có 3% dân số. Rồi nếu mà cao hơn nữa thì ví dụ mi cộng với 3 sigma thì sao, là 145. Ok, IQ ở trên cái mức đấy thì em thấy là mấy phần nghìn đấy, đúng không? 1-2 phần nghìn gì đấy. Thì là thì cái đấy gọi là thiên tài đấy. Em thấy là càng đi về nó càng, em thấy không, phân bố ấy. Cho nên là cái việc là, cho nên là rồi nếu mà bạn nào quan tâm đến những cái ấy như thế này em mới hiểu được là những cái mà gọi là, rồi trên giới còn có những người IQ là 180 hay là 200 cơ. Thì ý là cái người đấy nó người ta cực kỳ hiếm kiểu đó. Không có nghĩa là người ta có thể là có những cái người mà người ta IQ rất là cao nhưng mà người ta cũng có thể người ta không đạt được cái gì nhé. Em có đọc thì em sẽ thấy là cũng cũng có người người ta IQ rất là cao nhưng người ta cũng không làm được gì nhiều trong cuộc sống, bởi vì nó có nhiều cái yếu tố khác, không phải là cái đấy là cái quyết định duy nhất. Mà IQ nó chỉ, thực ra IQ nó chỉ đo một cái loại trí thông minh về logic này nọ vân vân, giải toán rồi vân vân, chứ nó không phải là tất cả nhé. Nhưng mà dẫu sao thì cái người mà có cái nó rất là hiếm, rất là hiếm. Đấy thì đấy là con số này. À, em nhớ mấy con số này nhé, bởi vì có thể bài test người ta hỏi em.
có thể bài test người ta hỏi em đấy. Tiếp tục này. Rồi bây giờ nói thêm một chút về cái biến ngẫu nhiên chuẩn tắc, có nghĩa là biến ngẫu nhiên là N01, mi bằng 0 và sigma bằng 1. Ấy là thì biến ngẫu nhiên chuẩn tắc thì trông nó cũng như là biến ngẫu nhiên bình thường thôi. Thì thầy có vẽ ở đây nhưng mà sorry cái bút của thầy thầy vẽ thì nó không được. Nên nó phải đối xứng nhá. Mà bút của thầy vẽ thì thầy vẽ không được đối xứng cho lắm. Thì các em hiểu như nó phải đối xứng này. Rồi khi đó thì cái hàm cumulative của nó này thì người ta thường ký hiệu là phi z nhá. Thì tất nhiên là bình thường mình có ký hiệu tổng quát là f lớn này gắn với biến z này, và sau đó em thêm một cái số cái biến nhỏ ở đây yeah. Thì tại vì ở đây người ta đã ký hiệu là cái biến đấy là z này, cho nên là cái giá trị z nhỏ ở đây này thì người ta thường là để mà cho cái công thức này nó viết nó có vẻ như là cái chỗ bên phải này và cái chỗ bên trái này nó giống nhau này. Cho nên người ta bắt chước ở đây là z lớn thì người ta sẽ dùng biến z nhỏ. Nhưng mà nếu mà người ta dùng x ở đây chẳng có vấn đề gì nhá. Nếu người ta bảo phi x bằng xác suất để z lớn hay nhỏ bằng x hoàn toàn ok nhé, không có gì cả. Rồi thì sau khi em có như vậy thì sao? Thì bình thường là cái ký hiệu tổng quát là f lớn này, nhưng mà bởi vì là cái biến z này về sau em sẽ dùng rất là nhiều, cho nên là em sẽ là cho nên là người ta đặt tên là người ta dùng một cái chữ cái đặc biệt là phi này để mà chỉ cái hàm cumulative của biến z. Tiếp theo nhé. Rồi bây giờ thầy sẽ chỉ cho các em là bấm bây giờ cho một biến x và em sẽ bấm Casio như thế nào. Đấy, thì bây giờ em chép cái đề bài này rồi em thử bấm lại và em confirm với thầy là rồi sau đó em xác nhận với thầy rằng là mình sẽ có những cái kết quả như thế này. Thầy ơi, lúc nào biết. Rồi, thì bây giờ thầy sẽ share màn hình máy tính nhé. Rồi thì em sẽ bấm vào để em nhìn màn cái máy tính rồi đúng không? Em bấm vào mode này. Sau đó em chọn giống như là lần trước này mình chọn distribution này. Rồi thì bây giờ nó có 1 2 3, chức năng 1 2 3 sẽ liên quan đến biến normal nhé. Chức năng 3 tí thầy nói. Chức năng 1 thì là normal PD, có nghĩa là nó sẽ tính cho em là cái f nhỏ ấy tại cái giá trị em cần tính nó bằng bao nhiêu. Ví dụ như f nhỏ tại 2 bao nhiêu, f nhỏ tại 3 bao nhiêu. Okay. Thực ra chẳng có ai để, chẳng có ai muốn tính cái đấy cả nhé, nó chẳng có ý nghĩa gì lắm. Tại vì tính ra giá trị của f nhỏ tại ở chỗ nào đấy nó cũng không quan trọng lắm nhé. Tại vì cái cuối cùng mình muốn biết là xác suất chứ không phải là cái f nhỏ. Cho nên cái 1 thì em sẽ không dùng nhé. Em dùng cái 2. Cái 2 thì để tính xác suất normal CD, chữ C này có viết tắt là gì? Cumulative nhé. Thế em bấm vào 2 như thầy. Rồi sau đó em ấn là lower và upper. Thì lower có nghĩa là ví dụ em muốn tính là xác suất để x này nhỏ hơn a này, à lớn hơn a và nhỏ hơn b, thì a chính là cái cận dưới là lower này, còn b là cận trên. Thì bây giờ câu thứ nhất của thầy này
thầy bảo là tính là xác suất x nhỏ hơn hoặc bằng 115. Như vậy cận giới của thầy là âm vô cùng đúng không? Tất nhiên là không có số âm vô cùng để em điền vào. Thì em điền một cái số âm nào đấy mà nó rất là xa cái mi. Em điền âm 100 vào. Chứ âm 100 không có gì đặc biệt nhé. Âm 100 chỉ là một cái số mà nó rất là âm 1000 được. Em điền bao nhiêu được. Nhưng mà nó nghĩa là nó xa số 100. Chết. Thì em sẽ điền âm 100 vào này. Sau đó thì upper này thì thầy muốn tính số x nhỏ hơn hoặc bằng 115. Thầy đến 115 vào là cái cận trên này. Sau đó người ta hỏi sigma bao nhiêu. Thì sigma của thầy thầy cho đề bài là 20 này. Còn mi cho đề bài là 100 này. Đấy thì em tính ra thì nó sẽ ra kết quả. Nào bây giờ mình tính tiếp câu B này. Rồi câu B thầy yêu cầu em tính xác suất x là lớn hơn 20 này và nhỏ hơn 125. Rồi đáng nhẽ thầy có thể ấn bằng để thầy ấy, nhưng mà thầy cho ấn cái này. Rồi thì em sẽ quay lại, em ấn 20 là cận dưới này. 125 là cận trên này. Đấy, sau đó thì là sigma thì vẫn là 20 này. Mi thì vẫn bằng 100 này, em bấm vào. Khiến do là 0.89. Được chưa? Rồi các bạn đều hiểu chưa? Rồi bây giờ thầy stop cái này để thầy rồi một rồi bây giờ cả lớp tự bấm nhé rồi nói cho thầy kết quả. Rồi bây giờ ví dụ tiếp này. Tại sao cái bút đây? Ví dụ tiếp này các em bấm các em cho thầy kết quả. Ví dụ thầy cho x là biến chuẩn này với trung bình là 120 này. Và với sigma bình phương là bằng 25 bình phương là chẳng hạn thế này. Câu A này, hãy tính cho thầy xác suất để x lớn hơn 100. Câu B, hãy tính xác suất để mà 90 này nhỏ hơn x, nhỏ hơn 150. Rồi câu C này, hãy tính xác suất để mà 100 nhỏ hơn x nhỏ hơn 115 rồi. Rồi tuy rằng nó lặp lại nhưng mà các bạn bấm cho thầy nhé, bấm để khi nào em quen đừng nhầm. Và em bấm xong rồi thì em đọc cho thầy đáp án cho thầy câu A bao nhiêu. Rồi làm một lúc nhé, cho thầy quay, cho thầy một hai phút.
Ok. À, rồi bạn nào đọc thấy kết quả cả nhà. À mà các em có nghe thấy tiếng ồn ô tô không? Có cần thầy đóng cửa không? Thầy đang mở cửa cho nó thoáng một tí. Không ổn lắm đâu ạ. Không ổn rồi. Thì bạn nào đọc cho thầy kết quả. Không phải 79 ạ. Rồi 0,79 và các bạn khác cũng tự kiểm chứng là kết quả đấy là đúng nhé. 0,79. Kết quả thứ hai 0,77 0,77. Kết quả thứ ba ạ. 0,21 ạ. 0,21. Đấy, tất cả các bạn nếu mà làm thì tất nhiên nó chỉ ra một kết quả thôi. Thì đó là như thế. Và cảm ơn Thái. Rồi thì đấy là nếu em có máy Casio bây giờ ra thì em sẽ là làm em sẽ là tính thẳng như thế nhé. Nhưng mà bây giờ giảng một chút, cái này thì nó hơi cổ rồi nhưng mà thực ra nó cũng sẽ là có một kiến thức có ích ở đây. Thứ nhất là giảng về là lý do lịch sử một chút, là trong lịch sử thì em không có máy tính. Rồi thì cho nên là giả sử một người nào đó có một biến ngẫu nhiên x mà giả sử như là trên này như thầy của thầy chẳng hạn thế này mà người ta muốn tính cái này thì người ta làm thế nào, thì về nguyên tắc là người ta phải lấy một cái tích phân, nhưng mà cái tích phân này em không thể lấy được theo cái kiểu là em tìm được nguyên hàm thay cận nhé. Nhớ là cái hàm mật độ này của f này của x này nó em không thể em không tìm được nguyên hàm của nó, tức là nó có nguyên hàm nhưng cái nguyên hàm đấy nó không thể biểu hiện bằng cái công thức bình thường được, cho nên là không có cái chuyện mà em lấy nguyên hàm em thay cận nó không làm được. Rồi cho nên là vì thế cho nên là em chỉ có thể tính cái tích phân đấy một cách xấp xỉ thôi. Thì là trong quá khứ khi mà người ta chưa có máy tính thì sẽ có một người nào đấy nhé, khi mà máy tính cá nhân rồi máy tính bấm tay cái thứ nó chưa là phổ biến thì sẽ có một người nào đấy người ta tính ra tất cả những con số đấy và người ta ghi vào một quyển sách. Sau đó thì em sẽ tra cái bảng đấy, người nào cần dùng thì mua quyển sách đấy về và tra cái bảng đấy. Được chưa? Nhưng vấn đề khi mà em có em muốn làm một cái quyển sách đấy thì vấn đề là gì? Vấn đề là tất cả những cái rồi có rất là có vô số những cái biến chuẩn đúng không? Với mỗi số sigma với mỗi số mi là nó có một cái biến chuẩn. Như vậy em không thể ghi lại tất cả cái biến đấy vào cái một quyển sách được. Nhưng mà may mắn là gì? May mắn là ngay sau đây thầy sẽ nói với các em là thực ra một biến x với cả mi và sigma bất kỳ này luôn luôn có thể liên hệ cái biến x đấy với biến z là có n là có mi bằng 0 và sigma bằng 1. Như vậy là như vậy là gì? Như vậy là người ta trong sách người ta chỉ cần ghi cái thông tin về cái biến z x bằng mi bằng 0 và sigma bằng 1 thôi, đúng không? Còn người người khác người ta muốn dùng cái đấy thì người ta phải người sẽ làm thế nào? Người ta chỉ đơn giản là người ta sẽ suy ra từ cái z đấy thôi. Thế bây giờ là làm thế nào để mà suy ra từ các x từ z này thì nó có một cái định lý như thế này. Rồi, chúng ta định lý rất là dễ chứng minh thôi nha, nhưng mà thầy cũng không chứng minh nhưng mà cho nên các em chấp nhận. Là nếu em có một biến x là chuẩn nhé, chứ không phải biến x bất kỳ nhé, biến x là chuẩn. Biến x là chuẩn này. Chứ không phải biến x bất kỳ nhé, biến x là chuẩn này, với trung bình là bằng mi và với phương sai là bằng sigma bình phương này. Thì nếu mà em lấy x này, em trừ đi mi này, em chia sigma này thì em sẽ được biến z. Thế như vậy là giữa x và z là có liên hệ với nhau đúng không? Thì bây giờ thầy chỉ cần chỉ cho các em là làm thế nào để mà xác suất liên quan đến x sẽ biến đổi thành xác suất liên quan đến z đúng không? Thì là rất dễ thôi. Thì thầy lấy một cái ví dụ này phát là thầy làm thì các em nhìn ra ngay này. Rồi thì thầy lấy ví dụ là x là có trung bình là 100 và sigma là bằng 20 này chẳng hạn đi. Thì mình vừa nói rằng nếu mà thầy lấy x trừ đi 100 thầy chia cho 20 thì thầy sẽ được một cái biến mới và cái biến đấy giá trị của nó tuân theo là phân phối chuẩn 0,1. Nào bây giờ giả sử thầy muốn tính ra xác suất để 20 nhỏ bằng x nhỏ bằng 140 thì là như thế nào? Thì đấy em thấy là một biểu thức liên quan đến x. À, là một bất đẳng thức liên quan đến x sẽ tương đương với một bất đẳng thức liên quan đến z đúng không? Cho nên là cuối cùng thì là
xác suất liên quan đến x sẽ bằng xác suất liên quan đến z như vậy. Đồng ý không? Rồi. Cho nên là cái gì? Tiếp tục. Tại sao cái này là đen xì này? Rồi. Tiếp tục. Khi mà em làm bài test là như thế này nhé. Khi làm bài test thì có hai cái kiểu câu hỏi. Kiểu câu hỏi thứ nhất là gì? Kiểu câu hỏi thứ nhất là cho x là một biến chuẩn như thế này. Tất nhiên là đề bài nó không dễ thế, nhưng mà đề bài nó bảo là sẽ là một người làm cái này, xong người ta đo đạc cái này, người ta quan sát trên cái gì đó của cái này, nó là tuân theo như thế này, như thế này, bằng lời tiếng Anh, được chưa? Tất nhiên là tóm lại về sau đó thì em đọc, nếu mà em hiểu tiếng Anh thì em sẽ đọc được là x nó sẽ là chuẩn trung bình là gì đấy, sigma là gì đấy. Sau đó người ta sẽ hỏi em là xác suất để mà kiểu như thế này. Thì thực ra là trong đề bài nhé, người ta sẽ cho em con số xác suất liên quan đến z là như thế này. Được chưa? Thầy nhắc lại là đề bài người ta sẽ cho em cái này cộng với một vài cái thông tin nhiễu khác, ví dụ như là người ta đồng thời người ta cho em cái này, đồng thời người ta cũng cho em những cái như là xác suất để mà z lớn hơn trừ 3, xác suất để z nhỏ hơn trừ 2, xác suất z lớn hơn 5, ok, kiểu đấy. Mục tiêu của người ta là trong cái thông tin đấy em hãy chọn ra thông tin đúng về z này để mà tính cái này. Thì nói như vậy rồi, nếu như mà em không, máy tính của em không có máy tính, em hoặc là máy tính của em không tính được xác suất này thì không sao nhé, em không cần phải mua máy mới, đề bài người ta sẽ cho. Đấy là một kiểu bài tập này. Kiểu bài tập thứ hai là người ta sẽ bảo em là bây giờ xác suất để mà x như thế này nó sẽ bằng xác suất là z như thế nào. Đấy, người ta kiểm tra em cái này bằng cái này. Đấy, người ta hiểu, kiểm tra xem em có tìm ra được cái này không. Mà người ta không hỏi em là cụ thể cái này ra bao nhiêu. Một lần nữa thì là nếu mà người ta hỏi câu đấy thì rõ ràng em phải nhớ cái lý thuyết này và em giải ra được, đúng không? Có thể ăn một miếng nho này. Rồi thì đây là một ví dụ này. Đấy thì cái ví dụ này là cũng đấy giống đề thi nhá. Tôi thấy khuyến khích các em là các em về các em mở quyển sách giáo trình ra ở cuối nó có rất là nhiều câu hỏi. Em đọc đi nhé. Thì đề thi nó rất là giống những cái câu hỏi đấy. Thế thì trong khi em làm bài tập thì em hiểu rồi là tiếng Anh nó là một phần quan trọng, đúng không? Em không hiểu tiếng Anh thì em hiểu sai đề vân vân này nọ, đủ các thứ có thể xảy ra. Mà để mà hiểu được tiếng Anh thì em phải làm, em đọc nhiều bài tập nhé. Đấy cũng là một phần để tại sao người ta lại tại sao người ta lại bắt các em học toán, rất là giảng tiếng Việt rồi, nhưng mà tại sao lại bắt các em xem giáo trình tiếng Anh? Những ý của người ta là gì? Ý của người ta là các em đọc cho nó quen, vì sau này, nếu mà các em có đi làm với đối tác nước ngoài chẳng hạn thì ok, thì khoản nói thì em cũng phải học. Em học môn tiếng Anh rồi thì mẹ em sẽ nói được. Còn một khoản nữa là ví dụ như em phải viết báo cáo này, hoặc là em đọc cái báo cáo của người ta vân vân thì em phải hiểu, đúng không? Rồi. Anyway thì bây giờ người ta đọc đề bài như thế này, người ta đo là người ta đo cường độ dòng điện này, người ta thấy là cường độ dòng điện là có trung bình là 10 này. Em lại đọc này. Thì cái từ follow này có nghĩa là cường độ dòng điện là biến ngẫu nhiên này, và nó tuân theo đấy. Nó tuân theo follow người ta, tuân theo phân phối chuẩn normal distribution này. Đấy. Với trung bình là 10 này và variance là 4, có nghĩa sigma là bằng 2 hoặc bằng 4 nhé. Sigma bình bằng 4. Sau đó người ta hỏi em là xác suất để mà cái em đo ra được là kết quả là vượt quá 13 mA là bao nhiêu. Đấy thì câu hỏi nó chỉ đơn giản là tính xác suất để mà x lớn hơn 13. Thế giờ hoặc là em dùng máy tính em bấm thẳng cái này ra, hoặc là em tính cái này thông qua Z. Mà tính thông qua Z có nghĩa là đề bài người ta sẽ cho em con số này. Hoặc là một con số liên quan, hoặc là một con số liên quan. Đại đề nói chung là trong đề nó sẽ có một con số này em có thể dùng về Z. Em có thể dùng cái thông tin về Z để em tính thông tin về X. Đấy. Vậy thôi nhé.
không có gì khó chỗ này. Cái slide tiếp theo này thì nó thực ra nó đang nhắc lại cái mà thầy vừa viết lên cho em ý. Làm thế nào để liên hệ giữa x và z đấy. Rất là đơn giản như này thôi. Rồi, không có gì khó khăn nhé. Bây giờ tiếp tục này. Rồi, thứ nhất là bây giờ tiếp tục là thầy chữa hai cái bài này cho các em. Thực ra thầy chữa cho lớp khác rồi, nhưng bây giờ thầy muốn là các bạn, tất cả cả lớp này. Bây giờ cho biến Z này. Em hãy tính câu A này cho thầy này. Và em thử tính, và em bấm máy tính ra để kiểm chứng lại với thầy là cái xác suất này là bằng 0.93. Tất nhiên thầy đang làm tròn nhé. Em bấm cho thầy. Tất cả lớp bấm đi nhé. Không đến lúc này bảo lại bắt thầy lại thầy ơi em không biết cách bấm. Em tự bấm đi cho mình biết cách bấm. Được chưa, các bạn bấm ra chưa? Rồi một bạn xác nhận với thầy là ok, là đúng là 0.93. Chờ giơ tay lên cho thầy, để thầy biết nếu không muốn nói. Rồi các bạn có đang học không đây? Bình thường là phải bắt các bạn mở cam, nhưng mà nếu bây giờ các bạn mở cam thì chắc là bị lag. Rồi nhá, thầy giả thiết là ok nhé, rồi không thấy bạn nào nói gì cả. Đấy, sau khi em có xác suất để z nhỏ hơn 1.47 là 0.93 thì bây giờ mình ok, mình biết rằng z lớn hơn 1.47 là 0.07 này. Và mình có là z nhỏ hơn trừ 1.47 sẽ bằng 0.07. Bởi vì sao? Mình biết luôn cái đấy mà mình không cần bấm máy, bởi vì là thầy nhắc lại tính chất của hàm tính chất của cái phân phối chuẩn này, nó là, tức là cái hàm PDF của nó là hàm đối xứng nhé. Đối xứng qua qua cái trung bình của nó. Đối xứng qua trung bình của nó. Đấy, thì cho nên là diện xác suất để mà z lớn hơn 1.47 là cái phần màu đỏ này này. Mấy cả xác suất để z nhỏ hơn trừ 1.47 là cái phần màu đỏ này, này. Tất nhiên hai phần này là phải như nhau. Được chưa? Tương tự như vậy nhé. Rồi thì em để cái tính đối xứng này của phân phối chuẩn này, và em sẽ là đôi khi em phải sử dụng cái này nhé. Rồi bây giờ giải thích, thầy giải thích bài toán thứ hai như thế này. Bài toán thứ hai thì người ta cho x là một biến ngẫu nhiên này, chuẩn này, với mu là bằng 2 này và sigma là bằng 3 này, và người ta bắt em tính mấy cái xác suất như thế này. Thì thầy sẽ không tính nhá. Rồi thì thầy vừa bảo các em là bấm máy như thế nào, rồi em bấm máy sẽ ra hết thôi. Nhưng mà giả sử người ta muốn là bảo các em là hãy liên hệ cái xác suất về x với cả xác suất về z nhá. Thì các em nhớ rằng là nếu em lấy x này, em trừ đi min của nó là trừ với 2 này, em chia cho là 3 này, thì em sẽ được một cái biến, em sẽ được biến z đúng không? Cho nên là xác suất để x nhỏ hơn 1.62 này sẽ bằng xác suất để z nhỏ hơn bằng cái biểu thức này. Ok, đấy là thầy nhắc vậy. Rồi cái tính xác suất này thì thầy hy vọng là tất cả mọi người đều biết tính rồi nhé. Bây giờ còn một cái nữa là như thế này. Là bài toán ngược. Bài toán ngược là bài toán như thế nào? Bây giờ cho em một biến chuẩn này.
Và bây giờ người ta không phải là tính xác suất nữa, mà người ta yêu cầu là người ta cho trước xác suất này, ví dụ người ta cho trước xác suất để Z là nhỏ hơn là một số A này sẽ bằng 0.7 này, thì A sẽ bằng bao nhiêu? Thì A sẽ bằng bao nhiêu? Thì em sẽ đọc này. Thứ nhất là em sẽ nhận thấy là bởi vì là cái biến Z này đó là đối xứng này, cho nên là cái phần màu xanh này, tức là một nửa diện tích của cái dưới đường cong này, này phải bằng là chính xác là bằng 1/2 đúng không? 0.5. Cho nên là để mà xác suất để Z nhỏ hơn A mà 0.7 thì cái chỗ này A phải nằm bên phải điểm 0 này. Và thực ra là cái chỗ này sẽ bằng 0.2 đúng không? Đấy, thì bây giờ mình sẽ là thầy dạy các em bấm máy là xác suất để mà Z này nhỏ hơn một số này bằng một cái xác suất cho trước thì em sẽ là như thế nào. Tất nhiên sau đó thì nếu mà đề bài người ta hỏi là xác suất để Z lớn hơn một số bằng một số cho trước thì em phải vận dụng linh hoạt đúng không? Rồi bây giờ như thế này, trước khi mà thầy dạy em bấm máy thì thầy cũng lưu ý rằng nếu mà trong đề thi mà người ta hỏi em cái số A là bao nhiêu thì thực ra là trong đề bài người ta sẽ cho em con số đấy luôn. Em chỉ cần đọc đúng thôi. Một lần nữa, cho nên em không, máy Casio em không bấm được, không có vấn đề gì, được chứ? Đề bài sẽ phải cho. Nhưng mà bây giờ thì tất nhiên mình học cách bấm máy Casio. Thì bây giờ thầy sẽ là present Casio nhé. Rồi các em nhìn đề bài rõ rồi đúng không? Thầy lại có vấn đề rồi, thầy lại không rồi cái nút present của thầy lại có vấn đề, thầy lại gặp một vấn đề giống như lớp trước rồi. Rồi sorry, bây giờ các em lại phải chờ thầy một chút, thầy lại phải out ra thầy vào lại, các em ngồi chờ thầy một chút. Thầy vẫn chưa giải quyết dứt điểm được cái bài toán này. Ok, thầy quay lại đây.
Rồi bây giờ các em làm thế nào? Như vậy là các em ấn vào mode này. Các em ấn vào 3 này, distribution này. Sau đó em chọn cái inverse normal nhé. Inverse có nghĩa là ngược. Đấy, thì có bài toán là tính xác suất thì là bài toán thuận. Cho xác suất trước này, xong rồi tính cái điểm đấy thì đấy gọi là bài toán ngược. Thì em chọn cái 3 nhé. Rồi bây giờ sau đó người ta bắt em điền cái thứ nhất là tham số, người ta gọi là diện tích. Thì ý của người ta là diện tích dưới đường cong này, từ âm vô cùng này cho đến cái điểm mà em muốn ấy, nó bằng bao nhiêu. Đấy thì em điền là không, ví dụ như là đề bài của thầy đang có 0.7 này, thì em điền 0.7 vào. Sau đó em điền là sigma bao nhiêu. Cái biến của thầy đang cho là biến Z nhé. Thì thầy sẽ điền sigma bằng 1. Và mi bằng bao nhiêu. Mi thầy điền là 0. Đấy thì em sẽ ra được con số là 0.524. Được chưa? Không chấm 524. Rồi bây giờ dưới bài tập ở dưới này thì là có bài tập 35.5 này, thì là thầy vừa chữa cho một lớp khác rồi, thì thầy sẽ không chữa lại nhé, nhưng mà thầy sẽ là thử cho các em làm bài tập 35.7 ở dưới. Rồi, chờ thầy. Rồi, các em biết cách bấm chưa này? Rõ cách bấm chưa? Thầy bấm lại một lần nhé. Area có nghĩa là em muốn tìm cái điểm A sao cho xác suất để Z nhỏ hơn A, tức là xác suất Z chạy từ âm vô cùng cho đến cái điểm A đấy nó bằng một cái xác suất là bao nhiêu đấy, thì em ấn cái xác suất đấy vào. Sau đó thì là cái biến mà mình đang nói đến nó là biến chuẩn, thì nó có sigma bao nhiêu và mi bao nhiêu cho em điền vào, sau đó em enter thôi là nó sẽ ra, được chưa? Giờ em thử làm bài 35.7 này. Rồi bây giờ bài 35.7 thì như thế này. Bây giờ người ta cho một biến x này, với mean là bằng 2 và standard deviation là bằng 3 này. Rồi nó phải là đối xứng nhé, thầy vẽ thì có thể không đối xứng lắm. Nhưng mà đây là mean là 2 này và standard deviation là 3 này. Và bây giờ người ta yêu cầu em là hãy tính cái số x sao cho đấy, xác suất x nhỏ hơn x là bằng 0.78 này. Cái thứ hai là xác suất x lớn hơn x bằng 0.21 này. Thì câu A và câu B là bao nhiêu? Còn câu C thì có nghĩa là như thế nào? Câu C là người ta đang bảo em là tính cái gì? Người ta đang bảo em hãy tính cái điểm này, hai điểm A với B này. Tìm A, B này. Đối xứng qua điểm 2 này. Đấy, thì tức là gì? Tức là, đấy em thấy không? Tức là B trừ 2 bằng 2 trừ A, tức là A tương đương với A cộng B bằng 4 đấy. Sao cho xác suất để mà x nhận giá trị từ A này cho đến B này là bằng 0.9. Rồi để giải câu đấy thì em để ý này, em phải đưa tất cả bài toán này về bài toán là mình muốn tìm một số gì đó sao cho xác suất để x nhỏ hơn số đó bằng một cái gì đấy. Được chưa? Vậy thôi, thì sau đó em điền được như thế rồi thì là em sẽ là em sẽ làm được thôi. Trước hết là câu A đi. Bạn nào làm cho thầy câu A x bằng bao nhiêu? Và câu B x bằng bao nhiêu? Bạn nào đọc kết quả cho thầy. Câu A x bằng 4.3. 4.3.
thầy tin tưởng là 4.3 nhé. Nhưng bạn nào chưa biết tính thì hãy giơ tay và hỏi thầy nhé. Còn thầy tin tưởng là các bạn đều biết tính rồi. Rồi. Câu tiếp theo, Minh Vũ thử nói xem. Thầy có B bằng trừ 0.42 ạ. Thầy nghĩ là trừ 0.42 thì thầy thấy là có vẻ như là không ổn. Em nhớ là cô B người ta đang cho lớn hơn này. Em nhầm chắc đếm tính lại. Thì em phải trước hết là em phải đảo ngược cái đấy đã nhé, cô B trước cái em phải đảo ngược đã, em rồi bằng 0.79 đã này, được chưa? Em phải đảo ngược nó đã, sau đó thì em mới thay vào. Rồi sau khi em đã biết thế rồi thì em bấm ra bao nhiêu chỗ này. Bốn trăm bốn hai ạ. 4 chấm rồi x bằng 4.42. Rồi 4.42 đúng rồi, đúng rồi. Thầy thầy nhìn thấy rồi. Rồi đúng rồi. Nào thì bây giờ tiếp tục này. Câu C bạn nào làm được không? Rồi tất nhiên là câu C thì em vẽ lại cái hình nhé. Rồi câu C. Em vẽ lại cái hình một chút này. Như vậy em đang có biến lại. Chỗ này là 2 nhé. Rồi bây giờ em muốn là bây giờ em có một cái chỗ này. Giả sử thầy gọi là 2 cộng với x này. Và tức chỗ này sẽ là 2 trừ đi x đúng không? Đấy, thầy giả sử như thế. Và bây giờ thầy rồi hai cái này phải đối xứng nhé. Thầy vẽ nó không đối xứng lắm nhưng mà trên thực tế là đối xứng nhé. Nhớ là đối xứng này. Có 2 này. Và bây giờ thầy muốn sao cho là cái phần này, phần màu đỏ này, à, thầy sẽ tô màu tím cả cái phần này là 0.9. Rồi thì em sẽ suy ra được cái điều gì? Không chấm chín. Nào bây giờ em phải đưa một bài toán là về em muốn tính ra thì như vậy em muốn là có một cái điểm nào đấy sao cho em biết được rằng xác suất là từ âm vô cùng cho đến cái điểm đấy là bằng một con số nào đấy. Sau đó thì em mới tìm cái điểm đấy đúng không? Đưa em đưa bài toán đấy nhé. Rồi có bạn nào có ý tưởng không?
không ai làm được cả. Rồi nếu không ai làm được thì thầy chữa nhé. Rồi thì cái chỗ này em chỉ đơn giản em nhận thấy rằng cái như thế này. Em chỉ đơn giản em nhận thấy là xác suất này để mà x này nhận giá trị nhỏ nhận nhỏ hơn là 2 cộng x này em sẽ ra bằng cái gì? Nên nếu mà thầy lấy cái chỗ diện tích màu tím này nhá thì chia đôi này. Và thầy cộng với này thì như vậy thầy sẽ là nếu mà thầy lấy cái chỗ 0,9 chia đôi thì thầy sẽ được là cái phần diện tích từ 2 cho đến 2 cộng x đúng không? Tại vì đối xứng mà, tất cả mọi thứ nó đối xứng cho nên là cái này chính là một nửa đúng không? Và thầy cộng thêm là 0,5, tại sao thầy cộng 0,5? Có nghĩa là 0,5 là phần diện tích là từ âm vô cùng này cho đến 2. Âm vô cùng cho đến 2 là bằng 0,5 đúng không? Tại vì từ âm vô cùng cho đến 2 thì bằng một nửa từ âm vô cùng cho đến dương vô cùng mà thầy vừa nói là đối xứng cho nên là nó là đúng không đã này đấy từ âm vô cùng cho đến 2 là 0,5 này từ 2 cho đến 2 cộng x là 0,9 chia cho 2 này 0,95 đấy thì sau đó em sẽ bấm Casio vào nhé bấm Casio. Thì thầy sẽ không bấm nữa nhé. Rồi các em tự bấm, các em tự suy ra x bằng bao nhiêu nhé. À, thầy còn làm tiếp một bài đi. Rồi cái bài tiếp này. Đấy, một bài có lời thì nó trông nó sẽ như thế này. Bạn nào thử nói cho thầy xem là bài này người ta hỏi cái gì và làm như thế nào. Rồi thì bây giờ thầy đọc cho em một số từ khóa nhé. Thì như vậy là người ta bảo là lượng chất lỏng trong một cái lon soda thì normally distributed này. Có nghĩa là nó là ngẫu nhiên này và nó phân phối này, theo phân phối chuẩn này chưa? Rồi bây giờ với trung bình average này thì em đọc từ average thì em sẽ là bằng mean này đúng không? Còn chữ ounce này thì là ounces này thì em cho em không để ý nhé. Thầy cũng không biết là chính xác đơn vị này nó bằng bao nhiêu lít nhé. Nhưng mà nó đơn vị đó thì tích thôi. Ok và sau đó thì em sẽ là đọc cái từ là standard deviation. Đấy thì em đọc được là mu sẽ bằng 11,92 này. Sigma sẽ bằng là 0,05 này. Được chưa? Và ở đây người ta đang nói đến phân phối chuẩn thì là normally distributed này. Như em đang có một cái x này là phân phối chuẩn này với là cái với mu là bằng 1,92 này và sigma bình phương sẽ bằng 0,05 bình phương này. Đấy. Bây giờ đơn giản là bài tập này chỉ người ta bảo tính xác suất này để mà cái lon soda này nó chứa 12 ounce của chất lỏng 12 ao cái nước đồ uống này. Có nghĩa là đơn giản là bài tập này chỉ bắt em tính xác suất x lớn hơn 12 đấy nhé. Đấy thì một bài test thì trong cái phần này thì nó kiểu như thế này. Có cái là em đọc đề bài sau đó em nhận diện hàm như thế này, tham số như thế này và bắt tính cái này để thì em tính thôi. Ok, có câu hỏi không các em? Chắc là không thể ạ. Rồi. Như vậy là đây thì còn một số bài nữa ở dưới này nhé. Thì các em và các em tự làm nhé. Thì chắc là thầy cũng sẽ chữa cho lớp sau. Nhưng mà nhân tiện thì các em về em tự làm nhé. Để các em sau đó thì sau cái buổi này đến khi nào trước hôm test thì thầy lại ô cho em như lần trước, thầy sẽ là gửi bài tập thêm cho em.
và thầy ôn cho em. Đáng nhẽ là thầy, đáng nhẽ hôm nay thầy có thể nói thêm cái này, nhưng mà thôi, để hôm sau thầy nói một thêm. Thì hôm sau mình kết thúc cái chương 4 này, hôm nay thế này là nhiều rồi. Bây giờ thầy sẽ điểm danh cho các em, rồi cho các em nghỉ. Thầy ơi, cái bài vừa nãy là kiểu bấm theo lower với upper đúng không ạ? Đúng rồi, thì em ấn, em điền lower là 12 và upper là một cái số cực kỳ to, và 1.000 này, 100 này, 100 này được rồi. Rồi em bấm số càng to ấy, thì là tính hơi càng lâu. Ý là như thế này, có nghĩa là khi thầy giải thích thêm một chút này như thế này. Review này. Tại sao lại thấy không có bút nhỉ? Rồi thầy giải thích một chút lại, giải thích một... ý là như thế này nhé, thì em có rồi, em có một cái biến này, có nghĩa là nếu mà giả sử cái phần to này, giả sử cái chỗ này là cái số rất là to nhé, rất là to so với cái số mi này, rất là xa, thì ý là cái thì xác suất của cái phần, tất nhiên từ 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 cái số, ví dụ như là cái có số b chẳng hạn này, ở gần này, rồi xác suất từ b cho đến dương vô cùng này, mấy cả xác suất từ b đến a thì nó không phải là giống nhau, nhưng mà thực ra là nó khác nhau cái phần là xác suất từ a cho đến dương vô cùng. Nếu như mà a rất là xa cái mi này thì cái xác suất để mà x này lớn hơn a này sẽ xấp xỉ là số 0, cho nên là cái phần đuôi này nó xấp xỉ 0, cho nên là phần xác suất được từ b cho đến dương vô cùng sẽ là xấp xỉ là xác suất từ b cho đến a. Chính vì thế mà em sẽ điền số a nó không phải là dương vô cùng ở đây, mà nó một số cực kỳ to so với cái mi thôi. Được. Rồi bây giờ thầy nói trước lịch hôm nay là tiết bao nhiêu nhỉ? Hôm nay theo slot là slot thứ 11 đúng không các em nhỉ? Hình 13 hay sao vậy? 13 hay là 11? Slot thứ 13. Hôm nay slot thứ 13 à? À rồi. 13 thì quên mất, 13 hôm nay là thứ hai. Rồi, nếu mà 13 thì như vậy là thầy đã dạy chậm một slot. Rồi, nhưng mà không sao, hôm sau thì mình sẽ đuổi nhé. Như vậy thầy nói trước là bài test 2 của em thì sẽ là rơi vào slot thứ 17 theo lý thuyết này. Nhưng mà thầy sẽ là cho các em làm ở slot thứ 18, có nghĩa là hôm đấy là thứ 6 nhé. Thầy sẽ làm cho em là thứ 6 của tuần thứ Số thứ 18 là số 6. Tuần thứ 6 đúng không? Tuần sau nữa hay sao thế? Tuần sau nữa. Rồi thì như vậy là thầy nói trước là nó sẽ bao gồm là chương 4 em đã vừa học này. Sau đó có chương 6 nữa là một chút về thống kê đơn giản thôi, em sẽ thấy. Và chương 7 nữa. Rồi đến khi đấy thì thầy sẽ nhắc các em nó là cái gì. Và đồng thời thì là có lẽ là cuối tuần, cuối tuần sau hay cuối tuần này, các em thích là bài tập về nhà luôn hay là gì? Bài tập về nhà thầy chủ yếu là cho bài tập về nhà về chương 4 thôi, thì có lẽ là cuối tuần này thầy cho các em bài tập về nhà nhé, và thầy để các em một tuần các em làm, tại vì thầy sợ là trùng với cả các bài tập về nhà của các môn khác của em thì sẽ gây cho em khó khăn. Các môn khác đã cho em bài tập chưa? Các môn khác chưa có này ạ. Chưa có, thế thì thầy sẽ ưu tiên cho Có các phải em. là em có môn thật nhiều lắm. Nhưng mà kiểu gì thì em cũng phải làm, nhưng mà thầy đang tính xem là cho các em như thế nào để tiện cho các em nhất nhé. Tôi cho là luôn thầy ạ. Ừ, thì thầy sẽ cho làm luôn, thì có lẽ thầy sẽ up sớm bài tập và cho các em làm nhé. Đấy, thì tình hình là như vậy để các em biết. Ok, thì bây giờ thầy sẽ điểm danh cho các em, chờ thầy tắt cái recording.